Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình Như mình là Lê Duy Man Rất vui khi được gặp lại các bạn trên chương trình livestream của mình trên kênh youtube Hello, xin chào cả nhà nha Welcome back to my livestream Hello, anh Jan Fiction, nhóm hoàng, Navo, Leo, Hello, anh Jan rồi anh Nguyễn, Thịnh Lý, BN Moto, Thành CCTV Chào đại ca, chào men Mask AI, Minh Tòng, Ben, Anh Nguyễn, Nhân Bảo, Thảo Tía Tô, Quốc Duyên, Nguyễn Hữu, Jerry Fine, Ngô Thành Long, Biểu Ryan, Thanh Yama 90, Hoa Trời, Tô H 900, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Trí, ok. À, mà, đây ông Napoli, ông nói gì đây bên của trong lab của mình bên Pháp, anh em bắt đầu install cái Binance rồi, game sẽ vui. Được. Bên kia bắt đầu chuẩn bị có dấu hiệu của sự police và cung hoàng đạo số 13 chuẩn bị tới nha. Nguyễn Vũ Hảo và yeah. Hello BDF Hello tên Nguyễn nha Long lại nhân Nguyễn Tiên Ngô Chào tất cả mọi người Rồi chào cả nhà Nay Bitcoin up trên mà mặt anh Duy tươi sáng vậy À nên tôi mở thêm cái đèn đằng sau thôi mấy người à Tại vì nãy bé gái nó mới uh, trong đây Và mình cũng mới họp với một số các anh em đối tác đó mà Richard Fur Phụng Nguyễn Chào Duy from Sweden Yeah thank you Chào bạn nha Rồi anh dùng đồng hồ gì Chorus Bay 3 cái này bình thường thôi nó tôi đang test thử thôi Chorus Bay 3 con này giá mềm mỏng đơn giản cho anh em có thể trải nghiệm à, phiên bản con bé này ở à, tôi quên mất quên xe quên xe <laughs> quên xe quên xe trời đất ơi quên mainstream đây tôi xài con con bé này đó nhẹ rồi pin nó trâu như bò vậy đó rồi rẻ giá nó cũng rẻ chứ còn bên dòng này thì nhiều lắm bên dòng này thì các anh em sẽ có thấy là đây đây là sẽ là các cái dòng của nó và các cái món đồ hỗ trợ thì cái con này là con phiên bản cao nhất và bên này nó có thêm hai cái này nữa ha Corot Post 2 và cái đo nhịp tim đeo tay đó phiên bản này Vertis 2 dành cho đi trail nhiều hơn leo núi đồ các kiểu đấy ok ok con này cũng ok đó đấy vào đây bạn thấy là ok nè thông số đây yeah nó đó nó đó, đó. con này thêm cái đèn đầu sáng bóng lửa <laughs> anh chị em có dùng Garmin không à, bản macquill phiên bản carbon siêu nhẹ ok shot luôn Uh, Garmin Garmin gì nhờ uh, Markill Adventure Zen 2, Zen 1 nhờ Anh thấy có Zen 2, Zen 1 nữa Rồi, double con kia nhá Bình thường người ta xài cái con 965 này Nhá Rồi, ông nội kia chơi Markill Chi vậy Xài con này được rồi mẹ Markill đồ ha Chi vậy 56 cũ chỗ này DCA cho nó sướng không Tự nhiên làm cái gì vậy cái này được rồi cái này là tôi thấy đủ rồi màn hình AMOLED VO2 má cảnh báo hết stress ngủ ghét đồ đầy đủ rồi nó tới công chuyện rồi chơi chi con bé này cho 56 cũ chi dậy trời đó ơi cái này nó trâu lắm rồi á con này là trâu lắm rồi ok ha rồi uh, welcome back vừa đưa ba vô <laughs> là 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 cái kia rồi Mua một cái bằng 10 cái ốp trên Đúng rồi Ủa thôi Mua đồ rẻ thôi đấy chưa 56 triệu gì tôi mua một cái có 6 triệu à Xài tới ốp trên là ngon rồi Thì muốn đổi gì giả được Tới cái kia rồi thì cắt ra rồi Thì tôi muốn làm cái gì cũng được BDC lực mạnh quá Chính xác BDC lực mạnh lắm nha Ra Hà Nội chạy hồ gươm Bữa sau ra Hà Nội chạy hồ Tây Cho đổi gió em nhé À, em chạy hồ Tây lần trước rồi lần trước chạy hồ tây rồi lần này mới uh, chạy hồ hồ gươm ấy, ETF duyệt thì tiền sẽ về trên nào? trời đất ơi hú hồn, hú hồn ETF duyệt thì tiền sẽ về trên nào? hú hồn chi mén chưa? để ngày mai nha mấy bạn ơi. rồi mà hồi nãy mình có đăng một cái bài trên cái trang của mình không biết các anh em có đọc chưa? các bà con cô bác đọc chưa vậy? ETF duyệt thì tiền về market maker nha bạn ơi. Đây, các bạn có đọc cái bài này chưa? Mai là ngày cuối em ơi. Mai là ngày cuối á, tôi không biết mấy giờ nữa có anh em kêu 2 giờ sáng, có anh em kêu 9 giờ tối. Túm lại là cứ để mai rồi nó duyệt cái nào đó rồi chúng ta tính tiếp chứ bây giờ chúng ta ngồi làm cái gì? Ha. À, anh Duy nhận định có gì không? Trời đất ơi, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, trước sau gì nó cũng sẽ accept cái này thôi. Bởi vì sao? Anh em có thể coi dùm mình chỗ này tí xíu nha. Đọc cái bài này, ETF ha. Rồi. Thì nó là cái gì cấu trúc vận hành nó ra làm sao thì mình nói cái này ok và bên trong này á nó sẽ có những cái phí mà tụi sẽ ăn nữa y chang một cái uh, nó giống như bitcoin nhưng mà được tách ra thêm một cái mạng category nữa là về etf vậy thì cái etf này nó có lợi gì à, cho chúng ta hãy các bạn các anh chị em mới vào có thể like cho mình một cái được không cả nhà ơi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn rồi trả lời giùm mình uh, tí xíu về cái này đi đã đó nha mình sẽ nói chuyện với mọi người uh, một tí không mặc xếp là kiện tập thể <laughs> dĩ à dĩ bữa mai không mặc xếp thì ETF sẽ đi về đâu uh... để 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 ngày mai tính tiếp anh em để ngày mai tính tiếp nhé yeah. rồi chứ làm sao biết nó về đâu được cứ để ngày mai tính tiếp rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái chuyện và uh, liên quan đến ETF đầu tiên thì ngoài những cái mà đang có trên màn hình của các anh chị em đang coi trên cái màn hình này của mình trong bài viết này thì chúng ta phải biết là ETF nó không phải là một loại uh, mình có nói rồi hôm nay mình sẽ nói lại một lần nữa thì nó sẽ có một cái là spot ETF và một cái là future ETF hợp đồng tương lai của Bitcoin và một cái là spot nó giống như kiểu cái spot thì sẽ được đối chiếu với gì ạ? À? khác nhau cái gì nó sẽ được giống như một loại bạn thấy là nó mua trực tiếp đầu tư Bitcoin thông qua cổ phần ETF thì cái này tại sao nó là như vậy đầu tiên sẽ giảm thiểu rủi ro cho những cái A real gas yes. Nó sẽ đối chứng với lại cái bitcoin real ha thì cái đó người ta gọi là spot etf rồi à, và nó giảm thiểu rủi ro cho các cái nhà đầu tư về mặt quản trị tài sản của mình họ không cần phải kê quá để trong ví họ sẽ mua cái đó thôi nó y chang như là cái gold etf vậy đó spot gold etf nha rồi còn một cái nữa là future uh, etf uh, bitcoin thì cái thằng này nó y chang các anh chị đang đánh future trên kia luôn chẳng khác cái gì cả nhưng mà dành cho đánh cái giới mà nó được verify rồi Hiểu không? Hiểu không? Y e chang không khác gì cả, chẳng qua là nó thêm cái tab ETF nha. Mấy mốt mọi người sẽ thấy là chắc chắn là trong app mọi người mình nói nha, để rồi coi mấy mốt giống không. Trong app của mọi người mấy mốt sẽ lòi ra một cái chữ ETF nữa rồi nhấp qua bên đó. Đúng rồi, nó như là phái sinh vậy đó và quấn y e chang. Bạn đặt lệnh cược uh, long lon sọt y chang được bị chết y chang, cược Bitcoin future lon sọt y e chang. Rồi, hiểu giùm mình hai cái thằng này nha. Rồi, ok. rồi và mình nghĩ là anh sẽ còn nhiều loại nữa uh, etf mở rộng uh, này nọ thì nó có một số loại không biết bên bên bitcoin có không sẽ có hai dạng nó vừa kết hợp cái có một cái loại hợp đồng nó sẽ vừa kết hợp cái uh, future và vừa kết hợp luôn cái spot trong đó nữa thì cái đó mấy thằng thị trường stop thì nó nhiều hơn nhưng mà không biết là bên bitcoin này nó có phát triển mạnh nó không thì phải đợi uh, đến cái thị trường đó nó phát triển rồi chúng ta sẽ tiếp tục coi nó như thế nào ha chẳng rồi bây giờ nè tại sao lại làm ra cái này tôi có nói một lần rồi không biết ai còn nhớ không tại cái vấn đề là tại sao lại nở ra cái này làm cái gì oh có người kêu 2 giờ sáng có người kêu 9 giờ tối á mình không biết nữa cứ giải duyệt rồi tính tiếp rồi, anh em thấy mà kệt nó chạy rồi anh em biết mà <laughs> lo gì dạ <laughs> yeah để đỡ scam rồi đó là cái thứ nhất để đỡ scam rồi tiếp theo trả lời mọi người trả lời mọi người rồi nở ra để kiếm tiền tiếp à tăng tính thanh khoản cho BDC đúng à rồi để dễ dàng quản lý à, đối với hàng quỹ dễ dàng quản lý chính xác à để hợp thức hóa hợp thức hóa cái gì để hấp thụ tiền chính xác à tiếp à hấp thụ dòng tiền sẽ lên thêm chính xác thanh khoản không cần lưu trữ có để tăng tính legit chính xác để uy tín hơn chính xác rồi anh em nhớ đơn giản giùm mình tôi hết pin cam rồi con bé gái nó phá quá tôi không vẽ được anh em nhớ lại câu chuyện chúng ta ngồi với nhau trên live sẽ có ba nhóm ở trên thị trường uh, tạo lập và tại sao người ta làm ra cái chuyện này bởi vì người ta dòng tiền trong cái market trong lưu hành trong nền kinh tế là cố định và khi tiền được in ra thì cần phải có những thị trường mới trong tài chính hấp thụ cái lượng tiền mới này đúng không và câu chuyện của Bitcoin nó đang nằm ở vùng xám và cái thằng này tăng tính lê cái tăng độ uy tín và tăng khả năng gọi là hợp thức hóa vấn đề được phép đưa tiền trực tiếp từ các quỹ truyền thống những thằng đến từ DeFi như là ok bạn có thấy quá trời quỹ ha, tất cả khoảng cỡ mười mấy quỹ toàn tay to mặt bự đứng làm gì à? bước vào thị trường đúng không? Đây, những market maker xịn nhất thế giới chuẩn bị đến tham gia và cái anh em sẽ coi game vận hành một cách rất khác Game Market maker sẽ tới rồi Đúng không? Mấy thằng gà con tránh ra cho tụi anh bước vào cuộc chơi Thì đến Market Maker nhỏ bây giờ cũng sẽ phải bay màu nha Xuống làm giá mấy con anh coi ở nhỏ 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 low cap thôi Chứ còn mấy hàng ở trên Thì chắc chắn là phải để cho các tay tay bự chơi rồi Và thứ mà tụi nó đến là Tụi nó đến, anh em biết tụi sẽ mang gì à? Mang khách hàng của nó đến Và khách hàng của nó không ai ít tiền cả tụi nó đến từ phố World, đến từ những cái nơi nhiều tiền kinh khủng khiếp và kéo vào mục đích là để hấp thụ dòng tiền được in ra trong những cái tháng ngày sắp tới và thị trường này dành để đón những cái thứ đó nó tạo ra các cái game, mini game tài chính nữa, một cái function nữa, một cái category nữa để tăng tính legacy và đưa trực tiếp kiểu như là ấy Tao đã được verify khoác vô cái áo tràng Superman Đây, verify rồi tới đổ dòng tiền vô đây chơi thoải mái đi không cần bị scam đâu có thu thuế đàng hoàng này nọ rồi chơi dạ yeah. thì đó anh em hình dung giùm mình cái câu chuyện nó sẽ là như thế ở một góc độ đơn giản với các cái sản phẩm đang có là spot etf và cái bitcoin Future etf ha uh, easy yes uh, vậy bitcoin etf có giới hạn như bitcoin sẽ không để ra sản phẩm rồi chúng ta vào trải nghiệm rồi tính tiếp dễ mà dễ mà vô trái dình là là biết ngay mà <laughs> Đúng không à Vô người ta quýnh mộng thôi nha Bật uh, x1, x2 khi chờ thôi Ừ, nó cũng là cược giá thôi Cũng là long short y chang call put option Chẳng khác gì cả Không khác gì Cho nên mọi người cứ thoải mái thôi Các thị trường này dành để hấp thụ thêm các cái nguồn tiền Duyệt không anh em tôi nghĩ gì chứ À khoan, giờ voting nhá Để thử đi Bây giờ anh em đang có bắt đầu và thăm ý kiến À, uh, set có Duyệt ETF.com Rồi Anh tính đầu tư tài chính Đến năm mươi tuổi luôn hả <laughs> Khi mà Market Maker ra trò mới à, Mình nghĩ là Mình sẽ bình thường Vẫn sẽ follow thị trường này đến khi nào xuất hiện Một thị trường mới thôi yeah. Đến khi nào xuất hiện thị trường mới rồi Chúng ta sẽ ngồi với nhau tiếp hả Có gì đâu mà Không có tụi quỷ nói kiện xét nghỉ thở Câu chuyện ở đây là hiện tại anh em Là anh em chơi Bitcoin thì ít mà chơi anh coi thì nhiều mà anh coi thì đang đáy ra máu What happened? Đáy ra máu? Người anh em vô lúc nào mà đáy ra máu nhờ? Mới vô hôm qua hả? Dạ <laughs> yeah. uh, Tới đây Ông cố nội nào cũng là mình là nhà đầu tư dài hạn Long term holder mình à, mua con này à, dài hạn được không Mà thị trường mới đỏ có một hai ngày Thì ôi rồi ôi mọi người ơi sao thế này Anh coi của em nó sao thế này Cái này là cái gì vậy Cảm giác lúc này sẽ ra sao Cảm giác lúc đó sẽ thế nào Nhảy cà cổng cà cổng cà cổng lên Cứ như là nước sôi đổ vô trong cái chỗ kia vậy Thì đầu tư long term holder cái kiểu gì Dài hạn cái kiểu gì mà mắc cười quá Ừ đúng không Đúng không? Đúng không? Thiệt Kiểu gì? Kiểu gì mà thằng nhỏ đỏ? Ủa? Chứ đầu tư lúc nào cũng muốn xanh hả? Hả 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 hả, hả? Nhìn tiền nhảy trong tài khoản future riết rồi nó quen rồi các kiểu vậy Bạn vô bạn tính đường thắng còn ai thua Đúng không? Anh chị em tới đây rồi thắng à? Đấy Rồi Ok và anh chị em nhớ lại dùm tôi nhé chỗ này cực kỳ pull list ở tất cả mọi bộ mọi, mọi thị trường và tôi có vẽ một cái chạc liên quan đến gold vào cái ngày mà nó duyệt ETF rồi trong một cái livestream nói hai lần cái đó thì phải hello thiên an chào em còn 4 tỷ vô 2 tỷ cho rồi xạo quá người dca khúc dưới gồng lời thì thấy kiểu khác ừ thì đó mỗi người một góc khác ông tôi, tôi không hiểu là ra máu kiểu gì chả hiểu bởi vậy và rất tâm trạng như vậy thì bạn đầu tư để làm gì tôi nói thiệt nếu mà anh em kiểu đó thì thôi bước ra ngoài với mình là như vậy sợ quá bước ra ngoài đừng làm gì cả về mình mình có nói đó về đầu tư truyền thống cho lẹ kiếm tiền cho nó an toàn cho nó nhanh cho nó kia đúng không chứ vào đây làm gì vào đây làm gì rồi nhảy ra nhảy vào rồi onin rồi đỏ rồi la làng um sùm sờ beng lên hết còn thua cả một đứa trẻ nữa Bạn tới đây với tâm thái kiểu đó Thì thôi chứ hả Mời ra ngoài cho nó nhanh Bạn cực dữ vậy Bạn ngủ đâu có yên đâu Đúng không Bạn ngồi đây Tâm bạn nó động quá Sao bạn ngủ được Rồi không ngủ được Rồi ngủ điếp không được Rồi ngày mai Rồi mệt mỏi Rồi Cực khổ quá Xem Class No là biết việc rồi Ủa sao biết việc ta Chỉ mình với Mình có Class No Chỉ mình xem với nào Nhưng mà cá nhân em thấy là ETF này đang làm mất đi bản sắc của crypto, là mất tính phi tập trung uh, Sao ta? Giờ cái này mình sẽ nói về góc độ của mình tiếp trước nha Đầu tiên anh chị em thấy mình có nói với các bạn về quan điểm của mình cái Bitcoin này nó là cái uh, vàng hả Y chang vàng gì đó uh, Gold uh, Digital Gold Rồi uh, Cái đó là cái thứ nhất uh, Mình không nghĩ là mất đi bản chất đâu uh, vì uh, Tụi nó vào, tụi nó cũng sẽ kiếm tiền tụi nó cũng sẽ đầu tư, cũng sẽ phát triển thì các cái ứng dụng khác phát triển cứ phát triển, tụi nó làm market maker kiếm tiền cứ kiếm tiền. Dạ. Yeah. Hả? Nhá. Yeah. Ok. Yeah, yeah, yeah. Bản sắc thì mình nghĩ là kệ nó và việc đúng rồi đúng rồi, việc chúng ta là follow nó, nó lắc cái mông nó cho thị trường chạy thì bạn phải làm sao ạ? À? Có hàng làm ơn có hàng trong cái lúc nó chuẩn bị chạy là hết. Và có đủ hàng nhá, tôi ví dụ như ông nội nào có 8 tỷ đầu tư có 5 ngàn Xong luôn, có, thế là có hàng là được rồi, nhưng mà phải có đủ hàng. Chứ bây giờ tài khoản full bọt 8 tỷ, đầu tư có 5.000, xem thị trường tăng trưởng x3, ổng cũng có hàng, ổng cũng x3, nhưng mà 5.000 tăng lên 15.000 nó không là nghĩa địa gì hết so với cái bọt 8 tỷ của ổng. Và sau đó thì ổng mới quay lại ổng mới hỏi là chết bà rồi hôm bữa mua hơi bị ít. Bây giờ sao? Không có làm sao cả tăng x3 rồi làm sao nữa bây giờ? Đâu có làm gì được. Bây giờ cái câu hỏi đó đồng nghĩa với cái việc là ông đang muốn gì? Dạ, từ từ từ, từ để mình mở lại cái chặt gold Cho các bạn xem Cái câu hỏi đó đồng nghĩa là việc gì? Bây giờ có con nào cho mình xuống 6 tỷ được không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tại vì 5 ngàn của ông, ông thử Mà tự nhiên lên 15 ngàn, ông vui Ông vui đúng không? Quá vui chứ Nhưng bây giờ trong cái cảm giác của ông là bây giờ ông tiếc Tiếc cái gì? Má ơi sao còn nhiều tiền quá chưa có mua mới mua cái 5 ngàn vậy? Thì bây giờ cảm giác của người ta là muốn đập 6 tỷ vào Cái kỳ cục là cái chỗ đó, đó Và đang ngày nào cũng bị FOMO Em xem lại chặt gold với anh Ok để tôi coi lại coi cái Cái đó nó còn không nha Gold không biết còn không nữa Hôm bữa dữ liệu còn không gold đây Gold day lunch Gold, CFD, lết Khung tuần Cái đó nó xa lắm, phải coi đến khung tuần lận á Cái gì vậy trời Ngày xưa cũng có vẽ mấy cái này luôn hả Đây 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 còn luôn á ghê chưa Có bạn mới donate kìa Ok ok trời đất ơi cuốn quá trời đất ơi Cảm ơn bạn thắng HD Sorry bạn mình cuốn quá mình lo mình nói quá Xin cảm ơn bạn đã donate cho mình nha Trời đất ơi cảm ơn người anh em nào nhắc mình nữa Thiệt Tôi nói thiệt End user ừ, đúng rồi đấy Rồi Đây Trời đất ơi giờ làm sao đây Xóa mấy cái này nha ấy hơi <laughs> tôi xá từng cái đi anh em thiệt sao dùm vô chỗ này ta mày hả bưởi mày hả bưởi chống đối hả để mình tí các bạn rồi vô đây là khung tuần đây là cái ngày đó từ từ đi à, uh, á lần đầu tiên gold etf list sàn chứng khoán new york search nha nói có mắt sách có chứng cho lần đầu tiên gold etf list sàn chứng khoán mỹ rồi vô Sao không có ngày nào chân vậy? Ủa? Ghê chưa? Phong mô chưa? Có chất sạch gold mà nó ra có chất tác giá Bitcoin có thể vọt lên 100k FOMO quá rồi anh em à Không lẽ trời đất ơi giá coi hôm nay dược đỉnh 47.000 Trời đất ơi Bitcoin lần đầu tiên dược móc nhìn lại 10 năm khuynh đảo Thị trường vàng ok vậy ta 18 tháng 11 vàng ETF thông qua tại Mỹ ok rồi cảm ơn người anh em thông tin sạch gold mà nó ra bó tay luôn nó ra trời đất ơi 18 đây 18 tháng 11 đây ha chính xác đây là cái chạc tuần thì trong cái cây này là cái cây màu xanh lá cây đó cái cây màu xanh lá cây nha bạn nha đó tới công chuyện chưa tôi zoom cỡ này rồi đó anh em đây cô bé này là lần đầu tiên mà nó lít cái sàn chứng khoán rồi, anh em thấy gì? Anh đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay sao vàng cờ bay? Một cái nến tăng tiếp theo trong tuần đó Và một cái nến tăng tiếp theo trong tuần nữa Và một cái nến tăng tiếp theo trong tuần nữa Rồi, cái nến này nỗ lực nó quá yếu Cho nên là nó bị một cái pha breakout từ chối sự nỗ lực Quá bự cái nến tuần tiếp theo Cây này nó quá uy tín Rồi, đúng không? Yeah nó làm sao à Chỗ này mà lên 50 mấy k là tới công chuyện lừa đảo đủ chưa Đây nè Lừa đảo đủ chưa Nhích lên 2 tuần Mọi người sẽ cần form giống như hồi nãy Biết một 100 k Rồi xong Rồi chết mày với tao Chết mày với tao Kiểu kiểu vậy nha yeah. không biết tăng bao nhiêu bên này thì tăng cũng dữ đó bạn nhìn cái cột đóng cực kỳ uy tín nha kịch 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 và lúc đó có một cái pha phía trước nè một hai ba bốn kia đến tuần phía trước cũng đang rất xanh Giống không à Châu một vỗ tay cho các pha làm giá không trượt đi đâu cả Đến từ các nhà market maker Từ 2004 đến giờ này tụi nó vẫn đang xài một bài đó luôn á Nha lưu ý cái này một tí xíu Rồi Yeah Sếp Duy ơi nhà cái min tiền Nói rồi min tiền để trong treasury Chưa vào thị trường chưa tính tiếp được Tiền thì min khủng khiếp lắm rồi Ha Chưa vào thị trường chưa tính tiếp Đấy một tỏi vừa được in thêm ừ giờ này càng gần đây nó càng in rất là nhiều Đó, mất cái video mà ít bật luôn rồi <laughs> rồi ok và tăng tiếp nha à, với cái này là nó tăng fomo giả mang cái cây tuần này rất là bự rồi tăng thêm hai tuần nữa hai tuần kiểu này mà tôi tưởng tượng cái này cho anh em coi kịch bản này là của bitcoin nhá tăng hết tuần này ngày mai ví dụ như là duyệt rồi duyệt xong làm cái gì Kitch, 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 kitch. rồi xong tuần sau là sao ạ chắc là nó điều chỉnh đó tụi bay nó tăng tiếp kích rồi xong nó điều chỉnh sao bay rồi tăng tiếp kitch, 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 kitch. tụi bay ơi nó chuẩn bị uh, rác luôn 69 mươi ngàn rồi chắc nó đi qua luôn tới trăm ngàn á uh, cho nên thôi uh, tụi mày canh bán nhà vô hộ tao một cái Chứ tao thấy là bữa giờ là nó tao không chịu nổi rồi uh, Cái ông mà 8 tỷ ông làm gì à Thôi Tao không thể nào nhìn được nữa đâu Tao chờ mày hơi lâu rồi Ông làm gì ạ à? Nạp tiền cho bố Đưa tiền vào market. Pa 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 Ông làm như tê thơ vậy đó Ừ bắt chước tê thơ Tê thơ nó in ra 1 tỷ đô đúng không Ông có tiền tỷ mà Việt Nam Vô 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 hết mà hết 10 Rồi vô luôn Rồi vô luôn anh ơi Vô hết Đây vô Và một cái cây nó đền bù lại luôn 4 tuần Tạm biệt anh trai vừa vào xong Ủa sao mình vừa vô lệnh cái tự nhiên nó chia 4 tài khoản vậy bay Và cái chỗ này 3 tuần mà tăng kiểu này Dừng lại sideways trong đó Tôi nói anh coi nó chạy mà có mà điên Sao mà chịu nổi Nó chạy điên luôn đó. Điên hết Mấy con này nó bung lên là bung lụa Lụa là là bay là khắp chốn luôn đó nha Là ngày nào là bắt đầu cũng điên cuồng hết Đó, à, Đánh future là tưng trời ông địa đó Đó Nha yeah thì nó là một trong những cái mọi người lưu ý ha và rồi rồi xong chúng ta thấy ha, từ cái chỗ mà tạo cái đỉnh nó giảm xuống và nó sideways sideways trong bao nhiêu tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 36 tuần nó sideway 36 tuần và tới giờ tôi làm toán nha, tôi phải tính toán 36 tôi nhân cho 7 Có 250 mấy ngày thôi Hạnh phúc không? Hạnh phúc không em ơi? Trung quân idol có hát bài gì ta? Mưa gì đó Lúc đó là mưa không đó. Ngày nào cũng hứng nước mưa đó. Mưa nước mắt Nào mưa đó Rồi Xong khi bạn ấy quyết định là thôi Chắc tao rời thị trường đi thứ gì mà chịu nổi tao bán Rồi xong luôn từ ngày mẹ bán nằm ở chỗ này Tạm biệt, tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng Xa rồi vòng tay ấm Rồi lúc đó mẹ nó mới lên 100 k, 200 k Các kiểu đồ đó nè nè anh em nhìn Úi rồi ôi ối rồi ôi Nguyên một cái mốc mới luôn Ôi rồi ôi 9 tháng nữa đúng ngay ngày bầu cử tổng thống tanh luôn Cực kỳ tuyệt vời sau vinh 6 tháng cướp lại hàn reset cuộc chơi kinh tế thay đổi Lãi suất reset bằng không, lạm phát bằng không Tiền bơm vào, ôi rồi ôi Nhưng mà anh trai đã đi chỗ này rồi Anh bán mất tiêu rồi, anh có chờ được đâu Anh vào ngay đây này Đỉnh cao là vào ngay đây và ra ngay đây này, rất hay Nha, đỉnh cao, đỉnh cao Đỉnh cao, đỉnh cao thôi <laughs> giỡn rồi à, hai tuần nữa ba tuần nữa chúng ta sẽ thấy đón với một cái sự kiện liên quan đến à, mẹ lãi suất nữa nhá à, coi đúng rồi đến mẹ lãi suất rồi mới min thêm một tỏi anh gì à? à mới biết luôn rồi ok mình mới được anh em cập nhật xong mới min thêm một tỏi nằm trong kho của treasury ha rồi thì à, lưu ý kịch bản tham khảo của gold etf à, không như chúng ta kỳ vọng trước khi tăng người ta zoom vô quá độ ha đây là mình đang zoom gần lại cận vào thời điểm đó anh em có thể coi và nghĩ ra ok chắc chắn là sẽ có những sự phong mô nhất định trên thị trường rồi ha và lưu ý với tiền của mình vào thời điểm này cho vòng cỡ một hai tuần tới nữa trước khi ngày công bố lãi suất dạ yeah. à. khả năng là qua ngày 13 khi đài loan bầu cử xong tình hình châu á rất căng thẳng giáp yeah, để ngày đó coi người anh em thiệt và hiện tại bà helen gì đó con mẹ tóc bạc đó vừa tuyên bố là thì nền kinh tế đang hạ cánh mềm nữa À, nhưng mà tôi thấy nó khá là buồn cười nền kinh tế đang hạ cánh mềm nhưng mà cái nền lãi suất tiền trên núi mà hạ cánh mềm tôi không biết mềm chỗ nào à, không biết là 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 mềm chỗ nào rồi mềm như thế nào tôi không hiểu lắm về chuyện là nó đã mềm ừ thua nhá mùng 10 hạn duyệt là mai hay đêm nay thì đó tôi đang tôi không biết nè tôi không biết là mấy giờ của ngày mai duyệt chứ còn tối nay cho chúng ta là không có đâu một là rạng sáng mai hay là tối mai đó. Ừ. Trễ nhất là 9 giờ tối mai thì phải anh chị em kể đi. Coi market nó chạy đi rồi tính tiếp ha. Triều tiên và Hàn Quốc bắt đầu kèn cửa rồi anh à. Mềm xương sáng mai gì ơi. Giáp. Yep. Ok, giờ US thì lấy theo liên bang. Anh em tính giùm mình nhá, 9 giờ tối mai Việt Nam. Đó. Oh. <laughs> ok rồi à, mọi người đã clear thêm cái kịch bản này giúp mình và hiểu rõ về những cái uh, bitcoin etf hơn một tí ha và nó sẽ có những cái loại phát triển và mở rộng ra ở cái này rất dễ tìm thôi ở bên uh, việt nam uh, chứng chứng việt nam á anh em sẽ thấy là quá trời trong ngân hàng quá trời loại etf rồi etfc nó là nó biến hóa ra rất là nhiều thể loại rồi nó có một cái dạng là hybrid uh, etf Hybrid ETF là mình nói hồi nãy là nó là một cái loại a à, loại hỗn hợp đó anh em thấy là xe hơi nói vừa chạy xăng mà nó vừa chạy điện thì trên cái thằng ETF chúng ta cũng có hybrid ETF là vừa có Sport ETF và vừa có future ETF yeah đúng rồi đúng rồi nó là hybrid Được. ok rồi 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 nhớ rồi đó ok chưa ok chưa mấy cái này khá là mình giải thích uh... À, đơn giản như vậy cho mọi người hiểu ha. và mọi người nhìn thấy cái list danh sách bệnh nộp mà approve, đòi approve cái ETF thì toàn là tai to mặt bự thôi nào là Vanguard, rồi BlackRock, rồi các kiểu đà điểu toàn là mấy thằng thứ dữ thôi ha toàn là mấy ông chùm ở ngoài truyền thống mà file bự chào bá phố quơ các kiểu nó lao vào và bên đó tôi lưu ý với mọi người 60% phần trăm hay năm phần trăm vẫn là cái gì đó rất tuyệt vời với tụi nó bởi vì tụi nó bún tiền to cho nên chỉ cần ba phần trăm thôi là Ôi rồi ôi rồi Anh chị em hình dung giúp mình 30% là ôi rồi ôi rồi Bitcoin dominant đang ATH vô thôi Rồi xong cái này chưa mình mình clear nhá Mình không nói lại nữa nhá Rồi kịch bản đã nói rồi nhá Và phía trước rất tuyệt vời à, Cho nên nhưng mà nhưng mà nhớ nha Làm cái gì à 9 tháng Right 9 tháng ha Anh chị em hình dung 9 tháng Sẵn sàng 9 tháng DCA chưa à? Re Ready chưa ít nhất 9 tháng kịch bạn ít nhất 9 tháng dài hơn 12 tháng 16 tháng thôi kệ nghỉ giùm mình 16 tháng đi nếu 9 tháng thì coi như là nó dạy cho kẹo bài nó nghỉ giùm mình con số dài hơn một tí 16 tháng 16 tháng đi CA với các con anh coi nằm ngang ra đi dài hạn tuốt lút đằng kia được không 16 tháng làm, làm được không cái đã thì bạn muốn xác định là bước vô cái market này là phải hiểu rõ bản chất cuộc chơi và hiểu rõ chúng ta đã làm cái gì Yes Quốc chỗ đó Xoay 16 năm Thôi đi ông nội Cái gì vậy Cái gì vậy em bắn nắm rồi Rồi bắn lộn qua lại bom nguyên tử cái sao mà xoay 16 năm Cái gì vậy 16 tháng thôi nhá 16 tháng thôi Rồi chưa à, chưa nè cái này bây giờ mới mới quan trọng nè chờ thêm 16 tháng nữa đậu xanh cái quan trọng này nó mới cái sâu nó mới khó nha cái dòng mà sai quay 16 tháng rồi đi làm này nọ rồi mỗi tháng mua vài triệu vài triệu vài triệu rồi có ông làm nhiều tiền hơn kinh doanh thì mua được 50 triệu hay là trăm triệu gì đó tùy mỗi nguồn kinh doanh của mỗi người rồi tôi không biết lâu lâu thu nhập đột biến thì bơm nhiều tiền hơn tôi không biết nhưng mà tôi nói là phải gồng thêm ở đằng sau nữa cái dữ kiện là nó phải gồng anh em nhìn đằng sau nó giả man lắm đấy và anh em cũng thấy rồi bitcoin nó, sau khi mà nó lết một đống xong rồi nó 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 đi với các cái chu kỳ trước thì thằng vàng nó cũng làm y chang giống vậy sau đó nó điều chỉnh xuống rồi nó lại tiếp tục nó làm thêm một cái cây gậy như kiểu này luôn nè mọi người rồi lại điều chỉnh xong nhẹ cái rồi làm thêm cây gậy bởi vì lúc mà tiền được tiền chơi được game chơi được tiền mới in ra đúng không và cứ thế mà thằng bé nó nó ủi thôi đó rồi sao tôi gom này vô lại ta kệ bà đi ha rồi BTCD Rồi Bitcoin Dominant Đây là cái USDT Dominant đang sideways Bitcoin Dominant đang tăng lên Tôi coi giá của mẹ Bitcoin BTC nè tôi ba đứng đây mà mấy ông nội kia la ghê thì chứ cái gì mà đổ máu làm như nó nhỏ nó về 380 đầy vậy đó thiệt mới có nhúng cái này gọi là nhúng nhẹ cho vui thôi mà hồi nãy người anh em nào vừa được ba livestream vô la lỗi um sùm thì uh, người anh em à dạ yeah. người anh em à chúng ta nên uh, coi lại về vấn đề liên quan đến tâm lý khi tham gia thị trường nhé bên này nó không giống như bên chứng khoán hay bên kia đâu anh em nó không phải là giai động trong biên tối đa là 7 phần trăm 10 phần trăm đâu ha một ngày nó đi luôn ba hai ba trăm phần trăm là chuyện bình thường cho nên nếu mà bạn cảm giác sợ quá thì một lời khuyên của mình cho các bạn là thôi bạn ra ngoài ngồi quan sát đến khi nào cảm giác thấy tĩnh tâm và nhìn nó quen rồi thì bạn vào chứ còn bạn vào vào xong bạn la âm sùm vậy thì cực khổ quá tối ngủ đầu tiên quá sao ngủ tiếp được đang ngủ tự nhiên trong cái sáng mai mở hạp lên thấy ôi tối qua bạn khóc 16 tiếng cậu ok thì chứ đang ngủ mà khóc luôn khóc trong trong mưa ơi cái cái ạp nó biết luôn đang ngủ khóc luôn ha tự nhiên ngủ dậy mai chia hai cái khóc tiếp cái ngày nào bạn khóc hết tự nhiên cái bạn già bạn héo hon bạn gầy mòn đồ chi vậy bào hết thể năng lượng người anh em buồn lắm thôi bỏ nha rồi ok đâu có ôn thêm hai đâu nào 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 mới lừa mình đây ôn thêm hai đâu trời nào mới lừa tôi vậy thiệt luôn á chưa mà ghê rợn <laughs> ok à, cường hoàng tôi bán nhà theo bdc trời anh em thấy chưa khúc này tự nhiên bán nhà theo bdc rồi cái khúc nhỏ là nó dày rồi sao không bán nhà rồi dày sao không bán nhà theo anh em đi đâu hết trơn rồi khổ quá mấy khúc giống dày rồi giống dày đâu sao tự nhiên lên đây đâu bán nhà chỗ này bán một căn chỗ này bán một căn là giờ có khoảng cỡ uh, 5 căn. Xô nha. Ơ? À. Ơ, à. thiệt mà. Chỗ này ơi, nói không không giỡn nha. Chỗ này đẩy 1 căn shop house. Chỗ này đẩy thêm 1 căn shop house. Lên đây 5 căn. Ê Yeah. sao chỗ này tự nhiên đẩy nhà chi vậy <laughs> ok hả à, lớp học mỹ thuật bắt đầu <laughs> rồi ok à, xong chưa xong hết vấn đề tổng quan mấy anh em đang thắc mắc uh, bối rối kình rồi uh, kịch bản sẽ chạy ra làm sao rồi như thế nào chuẩn bị tâm lý thời gian đau trên thời gian chạy rồi ok ha giờ để để tụi nó làm uh, làm làm giá, chúng ta sẽ ngồi ở ngoài và quan sát các anh em kia đang làm theo kiểu gì và sẽ lái thị trường theo cái uh, mức nào. Ok, và giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong cái phần con tre được không ạ? cho mình một nút like được không cả nhà ơi. Quẩy lên nào, quẩy lên nào. Vàng giảm có 10%. Dạ, yeah, nhưng mà lớn nha. Đối với vàng là cái gì đó thời điểm đó năm 2000 bạn hình dung là cái tại vì đây nè. Anh em chúng ta ở đây quen rồi Anh em chúng ta thấy 10% nó không đáng Thậm chí là không buồn chốt nữa ha à, Rồi Thậm chí là 100% mà chưa thèm chốt Rồi đó là cái thứ nhất Chúng ta bị quen bên này Rồi Cái thứ hai Là cái thời điểm anh em coi hồi nãy á, Là tuốt lú Cái năm hồi xa sữa xạ xưa mà Thời điểm đó Như vậy là đủ đau tim rồi Con người ta Được tạo lập thích nghi với những nỗi đau Khác nhau Vào thời điểm đó 10% thốn giống như uh, Bitcoin hồi xưa vào thời điểm 2015 16 rồi nọ nó giảm chừng 3 000 là ôi rồi ôi nó la làng khắp tất cả các mạng xã hội rồi than vãn khóc lóc kiểu như ngày đó là lầm than vậy đó tất cả lên là than và hình không à rồi bây giờ sao à? 5.000 giá ngay thời điểm này chúng ta không thành vấn đề đúng không người chơi sao à? cứng đầu quá người chơi kiểu giờ lì quá mà áo giáp gì cũng biết mà bắn vô cái đầu lì quá đội nón kiểu bắn không hi sọc được người chạy cối quá kiểu kiểu vậy ừ không không lấy hàng được khó lấy hàng hơn khó làm giá hơn nhá ừ kiểu kiểu vậy anh em mình dung là mỗi một cái giai đoạn của thị trường nó sẽ khác nhau rất là nhiều những cái cách vận hành và khúc này giờ nó làm giá năm ngàn giá mà mọi người tỉnh bơ không sao hết trơn trọi ghê vãi ờ thành ra là khác nhau rồi mọi người khác nhau rồi ok hoàng anh em dừng lại cho tôi nước xíu tôi tôi, tôi thở hết nổi rồi tôi nói một lèo nãy giờ luôn không nghĩ luôn dạ yeah. từ từ tôi thở cái anh em đúng không em vừa nạp tiền lần đầu tiên chuyển tiền cho người bán USDT xong rồi quên không biết ghi dòng mã giao dịch 20 số thế là người ta bảo qua Zalo để tư vấn xong không hiểu kiểu gì bị lừa luôn rồi xong rồi xong fail luôn đó thiệt đó là người mới và thiệt sự luôn đau khổ thiệt và tôi đó bây giờ cái lượng người mới đông quá tôi không thể nào cản lại được luôn rồi đó cho nên giờ cách tốt nhất là tôi đến đây tôi bảo vệ tiền cho các bạn trước đó là cái mô đun tôi sẽ làm trong cái chương trình của tôi tiếp theo á mấy nhỏ làm trước bảo vệ tiền rồi cái thứ hai là vậy nè những cái lưu ý thứ nhất đầu tiên là chuyển tiền qua những cái mạng lưới mới ví dụ như câu say anh em sẽ thấy là có ai chuyển tiền Coinbase say nha nó có cái memo và cái memo đó nó có cái memo id khi chuyển tiền ngoài cái địa chỉ ví của bạn phải, phải copy đúng chính xác cái memo id của cái đó nữa thì cái C hay cái đó nó mới tất cả các con hàng mà bạn thấy nó có cái memo thì phải hỏi thằng kia là cái memo id của mày đâu nếu không nó sẽ không chuyển tới được và khi mà mất memo id thì cũng đừng có vội hoảng quá nó sẽ nằm bên cái phần distribution và nó quay một hồi khoảng cỡ ba mấy hôm đó, nó tới thì khi nó tới với thằng kia nó không nhận được nhưng mà báo đã chuyển rồi thì bạn sẽ phải lên cái chỗ binance hay okx bạn sẽ viết một cái đơn nạp vô cái chỗ à, uh, yêu cầu là uh, điền lại memo á thì nó phạt bạn với cái mức phí tùy vào cái mức phí nó phạt đấy thì sau đó thì nó sẽ gửi lại cái chính sinh đó cho bạn bạn phải chuyển lại cho nên là mỗi ngày nó đều cập nhật và update như vậy thì bạn phải follow ha tới thị trường mà bạn hơi kiểu ngớ ngẩn tí hơi kiểu vui vẻ một tí hơi kiểu mơ 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 một tí là bao nhiêu cặm bẫy nó văng ra ở phía trước mắt luôn nó điện nó là cả một cái địa đàn luôn Ừ, rồi bạn ơi mình giúp bạn Rồi lâu lâu bạn thấy trong ví bạn nó có token rác rồi nọ Không biết cách evoke Nhấp vô nhận token mới là xong luôn Là đi luôn cái địa chỉ ví dụ, đi luôn cái tài khoản luôn Đấy hả à. Chứ đừng nghĩ là như vậy Anh em phải giữ tiền trước Thiệt <laughs> Cái nào cũng vậy Học bài học đau khổ trước Tới đây toàn thấy đau khổ trước xong rồi mới được ăn tiền Mai cũng nói là tới đây đầu tư vậy kiếm tiền lắm Tôi không biết là dạy kiếm tiền chỗ nào nữa phải nói dùng từ đúng là nó có cơ hội giúp gia tăng tài sản thì mình nghĩ là đúng nhưng mà để mà cái cơ hội đó nó hiện hữu và kia thì câu chuyện sẽ khác hơn rất nhiều chiếc xe phía sau của anh là chiếc gì vậy con xe đạp bạn ơi giant rồi ok nhá mình sẽ quay trở lại với các anh em đây dạ yeah. Rồi, right. ok. Let's go, vô việc, vô việc. Mọi người thấy hết màn hình đúng không? Rồi. Right. Anh chị em nào mới vào có thể cho mình xin một nút like nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Tiền bạc thì không bình thường. Chứ tiền đình thì dễ kiếm. À, tiền bạc thì không biết chứ tiền đình thì dễ kiếm. Ừ. Không hiểu luôn. Và lâu lâu có anh em nào tự nhiên mất tiền bỗng dưng đùng phát mất 10k mà nó vô lý kiểu như bị hack đó rồi xong tự nhiên trả đóng tiền học phí 10 000 nó vô duyên lắm các bạn ngày đó bạn rất khó ngủ thậm chí là mất ngủ mấy đêm và còn cây cú thêm vài tuần nữa cho nên là xác định luôn là nếu mà một con mất tiền thì thôi nhá tại vì có cây cú hay có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có lấy lại được đâu nó coi như một đóng tiền học phí thôi phụ thuộc vào cái mức trả học phí của bạn như thế nào là do tài khoản bạn đã có bao nhiêu tiền bên trong đó thôi hả à, ok rồi mình sẽ vào bên trong này Uh, 19 tỷ uh, 400 Vẫn đang nằm ở xe quay một cái mức khá là cao Anh em thấy 19 tỷ 6 Và bây giờ 19 tỷ 4 ha Nằm ở một cái mức khá cao như vậy Đấy Rồi uh, Percent supply and profit Yeah Percent supply and profit đây Đang tăng lên mức 92 Thì đây là gần như chờ Đây coi nhá Cái mức này là cái mức đang đạt uh, All time high Cao nhất từ cái đợt Paris đến giờ để mình tính xem là đã bao lâu rồi nó không chạm về cái mốc này um, đây trời ơi 79 89 87 89 lâu lắm rồi các bạn 94 từ ngày 15 November đến giờ này rồi 90 mấy phần trăm từ ngày đó đến giờ này rồi nó mới không bác lại 92 phần trăm cả một cái circle này nguyên hình chiếc võng luôn khủng khiếp qua các giai đoạn rồi thì đây là cái mức giá chốt neo ở 46.900 ha à, 25 tháng rồi cái chu kỳ nhỏ này nó kéo dài 25 tháng là chúng ta ngồi với nhau lâu vậy luôn rồi hả Tôi nhớ là cái ngày đó Bitcoin halving nó nhiều số khủng khiếp luôn mà bây giờ tôi ngồi với các bạn nó còn có mấy chục ngày hả à? nhiều ngày đâu ta ghê thiệt chứ không tưởng tượng được luôn mọi người ngay ghế sợ luôn mới đó mà ngồi riết tôi rụng hết tóc luôn rồi ghê thiệt nhìn lại cái hình livestream tôi không nhìn ra mình luôn Đôi khi tôi tự buồn tự khóc luôn <laughs> Nó nói tới cây mũ quá Tự muốn khóc luôn Ghê Rồi Tôi livestream lúc đó đầu tóc tôi nhiều ha ờ, Mặt tôi còn trắng ha Vì mặt còn thư sinh ha ờ, Nhìn này nọ Giờ tôi không còn tóc luôn Già dễ sợ Rồi minor các anh em à Rồi à, Cho em minor 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 Đấy quỷ sứ kia trước anh Duy đẹp trai mà giờ hỏi luôn Cái tao Vô duyên Rồi vô 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 à, Anh em thấy là Âm Rồi đất ơi âm bán bán hàng mà nó bán đã tay luôn Đấy Bán hàng mà bán uh, đã tay Bán uh, bán quá bán Bán uh, rất bán luôn Dạ yeah. yeah. Mới biết tới anh Duy gần đây Trước đó có thấy nhưng không xem <laughs> yeah, giờ xem thì dính quá hả Rồi OK men, uh, Long Term Holder uh, bớt giảm rồi. Uh, chỗ này mình nói rồi vào cái like, chứ cái like hôm qua, cái like hôm qua có nói với mọi người tại sao chỗ này nó giảm mà cũng là giảm bớt cái uh, lực kia. Miner ăn tích đậm, OK, miner ăn tích đậm cũng khá là ngon rồi. Ở Bitcoin đang đào vẫn giá cũ thôi, không có sự phát triển về giá thì cũng cập khoảng 19, 20 k đào ra cỡ này thì lại ngon. Một số thằng người đào được cỡ giá 13 k, 11 k tùy thuộc vào cái nguồn điện tốt hay không. Ha? Đấy, nguồn điện nó càng tốt thì giá đạo Bitcoin nó sẽ rẻ, cực rẻ và mười mấy k cũng một bit rồi Tuy, tụi nó bán kiểu này với 44 000 thì ví dụ mình cho là 15 k x ba X3, trời đất ơi, làm gì ra ngày nào cũng x ba, bán sướng chết ha Thì nó bán thôi Ok, và chỗ này chúng ta sẽ coi cái cô bé nho Sao anh không cạo chọc đi rồi ngồi like xem nó có uy tín Cũng uh, giờ thì khi nào nó hói quá chịu nổi thì cạo sao giờ ví dụ như mà like đến mà khi nào mà nó nó không còn được nữa thì mình cạo thôi chứ sao? Ok không? Anh em ok không? Nó tôi like stream tôi cạo đầu luôn, biết tôi cạo đầu nhưng có nó vui không nhỉ? Anh em tưởng tưởng tượng của AI là nó vẽ thử mình cạo cái đầu thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Chưa thấy giờ nó cũng còn gì đâu mà. Rồi, nho nhạc nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một tiết mục nho nhạc luôn, hả? để tóc chữ Bitcoin 100 ngàn Tao lao thì Mấy quỷ sứ này Chọc hoài à. Cô like à, mắc cười quá Đây nè 46 900 Đó Nho nhạc Đúng sao Nhạc là sao à Em ngán nho rồi thèm cam Yes 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 Tôi cũng đang đợi màu cam anh em à Tuột xuống màu gì thì ra màu cam à, Màu cam đây Màu cam đây Màu cam đây cỡ 0.3 bước qua khỏi 0.4 là nó có màu cam nha. vậy nè, 0.3 mấy nè và tôi cũng đang cần một cái màu cam. Vì sao ạ? À? Tôi muốn màu cam. Tôi muốn màu cam. Tức <laughs> là là cứ càng chạy lên trên kia càng màu cam là được ha, bởi vì nó sẽ không còn lực cản nữa và tụi kia nó sẽ cực kỳ thoải mái sau khi đỡ chỗ này xong là đi thôi. Yeah và tôi cũng hy vọng là cái market này nó sẽ chạy theo cái kịch bản giống như vậy để anh em được ăn tết rực rỡ chứ còn mà ê lưu ý nó đẩy lên ăn tết là là cho ăn tết thì phải phải chốt nha chứ còn không chốt nữa thì thôi đó trời đất ơi thiệt còn vui thôi đừng vui quá nha anh em trời đất đâu rồi cái chỗ nào mà nó vui vẻ đẩy lên tè le hộp me đâu rồi chẳng hạn đoạn này đi ví dụ như là đoạn cô bé này chẳng hạn đó nó nhạt và nó qua bên ha đó chẳng hạn như vậy lưu ý mấy cái tình trạng giống vậy nó đẩy lên đó tôi cần màu cam <laughs> dạ hết tháng 1 thôi nha anh em hay phê quá rồi uni của em chưa chạy sao chốt chờ đúng rồi giờ thêm một tình trạng đó có một dạng là như thế này một là các bé nó chưa tích lũy đủ Hai là nó chưa nó còn quá non và nó chưa tới cái pha nói chạy. Khổ sở thiệt, cho nên giờ cũng không biết làm sao nữa. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đây nè anh em. Trời đúng rồi, cảm ơn bạn nào đó mới nhắc tôi 2019 đây. Nho nó đang lùm xùm tà le hộp me ở đây một đùi. Cái nó lủi lên, lủi lên, lủi lên, lủi lên, lủi lên, lủi lên. Ok. Ha. Rồi, để tôi coi chỗ đoạn này 13k năm 2009 hả? À. 26 tháng 6, 26 June 26 tháng 6 năm 2019, tôi coi nó, anh coi nó như thế nào nha, chúng ta quay lại cái bên cái thằng Tô Tô Ba coi cái anh coi nó như thế nào uh, Bắt bé lại, lui lại bé ơi, cho bé này Tô Tô Ba lên hộ anh cái 26 tháng 6 năm 2019, coi khung tuần nha các bạn cho nó lẹ Ôi dồi được đấy các bạn cũng đẩy á nè rút nè xong rồi sao ạ à? theo bitcoin luôn về lại chỗ cũ luôn cho nên là cơ hội luôn lặp lại That's the reason tôi kêu các bạn nào là lỡ tiền lớn quá mà biết rồi thì ngồi ở ngoài là vậy đó nó quay lại y chang rồi không khác gì nè Đây là khung tuần nha, khung tuần, khung tuần Ha, khung tuần Yes Mở tăng mỏng lắm vàng Nó đẩy lên đây nè, y chang luôn cái kiểu Trước khi giờ này nào đẩy lên cái rồi đẩy lên thêm miếng nữa xong quay đầu cái Kiểu kiểu vậy Nha Nó ráng lên tí xíu nữa, Bitcoin đạt 95%, 9 mấy phần trăm tùy vào cái market lái thôi Không thời điểm này, ví dụ như là tụi kia nó chơi điên quá rồi nó 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 đẩy lên full lên rồi Ôi rồi ôi các kiểu đồ cái này là khác nha anh em cái này là trong một giai đoạn cực kỳ nhỏ của cái market vào thời kỳ nó không có biến động anh em là ơn coi lại giùm mình cái cái chỗ mà sáu con đường tơ á. ai chưa coi thì coi giùm tôi sáu con đường tơ lụa với bốn con đường tơ lụa đi người mới tôi tha thiết cho các bạn coi luôn á thiệt thiệt cái này coi giùm tôi mấy cái này đi đã rồi chúng ta hiểu đã rồi chúng ta tới với cái này cho nó dễ chứ anh em đừng nhìn vô góc tiễn cận quá nó mỏng quá nó không giống nhau cái chúng ta đang có ở ngoài nó ghê lắm thiệt chứ với cái sơ cồ này mà không có mấy cái vụ mà lạm phát với bắn lộn với chiến tranh hay là bệnh gì nọ gồng cho tôi gồng banh nhanh thậm chí bây giờ là chuẩn bị trạng thái mua đuổi cũng được nhưng mà khúc này ghê quá không đuổi được thiệt với trò này mà ở một cái trạng thái kinh tế bình thường là đôi khi đã hôm bữa nhúng xuống cái là mua đuổi rồi đó nhưng mà giờ mua đuổi cũng được không không mua đuổi được mua đuổi nó rít cao quá thiệt thậm chí là mua đuổi mua mấy con chưa bay rồi tiền mỏng rồi nọ cũng ghê 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 đó ừ cho nên nó không giống nhau nó không giống kiểu kia hả ờ à, anh em lên uh, source coi hai cái bài này nếu bạn là người mới nha để hiểu hơn về cái vận hành của mấy thằng quỷ kia trước đã <laughs> rồi đó con bé giờ đang dày chờ chắc là nằm ở trên này thôi chờ để có uh, tin tức rồi nó sẽ làm giá và anh em thấy uh, easy lắm nha làm giá b -b 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 không tốn bao nhiêu tiền cả không tốn bao nhiêu tiền cả và tôi hy vọng là cái nho nó sẽ nhạt nhạt đi một tí Rồi uh, Chỗ này mọi người cũng sẽ coi một đêm một tí nha Ok, spend Bitcoin nè Spend, boost, ride, distribution đây Khu vực này nó dùng đúng những cái uh, Bitcoin Dùng bên này, đẩy ở bên này thôi à, 46.000 Đấy, đẩy bên này nó không có xài Bitcoin bên kia quá nhiều và ở chỗ này um, Em có Snowball phân bổ vốn chứng ra yeah. Rồi đây Bitcoin đang nằm ở đây, dồn rất nhanh thôi uh, Rất nhanh, rất nhanh Hồi sáng nay không nhiều, anh em nào đang bên trong uh, có trong Discord coi cho mình lại số này, hồi sáng nay không nhiều đâu Tối nay nó đã lên nhanh quá Sài 159 ngàn cho vùng 47.000 Bitcoin Bây giờ nó sideways nó giật cọ tới cọ lui, thằng này đã dồn đến 242.000 rồi hai thằng này bây giờ đã có là cỡ khoảng bốn uh, trăm ngàn đúng không ờ bốn trăm ngàn cỡ cỡ khoảng đó bốn trăm k bitcoin đến đây rồi và bên đây là tuyệt vời ha vùng trời phía trước là đã luôn á rồi chỉ có kẹt mẹ bốn mươi tám ngàn thôi đây nè kẹt mẹ bốn mươi tám ngàn thôi mẹ có cho đi không anh mega mà hay á ha. tự nhiên dừng lại trước cửa nhà của mega không không tới anh em thấy tuyệt vời không trước khi duyệt bitcoin etf nó dừng ngay chỗ nhà của mẹ Mega Đình không làm gì hết Ừ hay không Thú vị Đây có nhà có con nguy hiểm tới đó Rồi ngày mai chạy để coi anh Mega Đình có làm gì không Rồi tính tiếp à, Rồi tính tiếp <laughs> Nhà anh cũng nhiều hàng đó mọi người à Cho nên là để coi Mùa này mà kịp cực lắm ha Không có ăn dễ ăn cơm của ngoại đâu Đấy Cây màu xám là sao anh màu bơi là cây Closing Ride Là giá đang market đang chạy ngoài cây đó là cái giá này đang chạy ngoài đây nè người anh em 46 mươi sáu nè là đang chạy nằm trung bình ở cái giá đó đó đây hay không nó đó đây dồn ở đó đó hay không vui ha rồi chạy tới nhà của con kia đứng lại gói cửa anh ơi có chạy qua anh <laughs> ờ vinh ngô đúng nè À, giống như đám con nít vậy đó chạy tới nhà của ông well cắm bóng 48k bóng chuông xong ê, ê, ê em tới nè em tới nè đó mở cửa ra em có cho anh bắt không thì tính tiếp rồi ok đấy vậy thôi đơn giản là như vậy và những cái tin tức thì nó như vậy thôi đang dằn co khúc này ai có hàng thì hô rồi ngày mai rồi chúng ta quẩy rồi tôi có một cái nữa hôm qua hồi nãy tôi có coi một bộ phim thú vị lắm lừa đảo tiền điện tử à, bộ phim tên là bitcoin phim bitcoin lừa đảo tiền điện tử Đây trên netflix ơ à, kìa Bitcoin đây cái này đây 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 anh em nghe review này không nghe review này không tôi review đây cho anh em nghe coi uh, kia đó tôi mới coi cái này phim uh, tài liệu phóng sự à, tôi nói với bạn nghe một tí xíu về cái này uh, nó là cái trendy của cái uh, thằng này là cái này đã nói về một cái chuyện là trendy của cái trò ICO vào năm 2017 bản quyền supply không có bị supply không nhỉ mình review có bị supply cái này reaction hay là nói có sao không ta có bị sao không ta có sao không nhỉ chắc không sao đâu nhờ? chỉ là nói coma uh... không mà đúng không không sao đúng không ừ tôi có làm gì đâu tôi mở hình đâu mà ok rồi review phim thôi rồi right. Rồi vô nha uh, Chỗ này thì thằng này á Đầu tiên là cái trendy về năm ICO 2017 Nhưng mà bắt lại Thằng này xuất thân từ bé Nha yeah. Đây là cảnh báo spoiler Yeah cảnh báo spoiler Rồi right. uh, Chỗ này thằng này từ xuất thân từ nhỏ Nó muốn làm scammer Yeah scammer Và cái người, nó không có cha Cho nên là nó thiếu tình thương của người cha Rồi và sau đó thì cái người mà nó thần tượng chính là cái người ông của nó và cái người ông đó là cái người cũng kiểu rất là gangster ở trên thị trường rồi chạy xe mấy con Bentley đồ này nọ đó mấy con siêu xe rồi rất là gangster và thằng này nó bị ảnh hưởng bởi cái người đó và nó luôn luôn nói rằng nó sẽ trở thành triệu phú và nó sẽ giàu ha thì hồi nhỏ nó lúc nào nó cũng liên quan đến những cái trò cheat và kiếm tiền và kiếm tiền nó mê kiếm tiền nhưng mà thằng này nó muốn kiếm tiền theo kiểu tà đạo và nó muốn này nọ rồi thì cái phi vụ đầu tiên mà nó làm kiếm tiền chính là cái phi vụ bán hàng cấm, thuốc á. Rush, rồi, sau đó thì uh, nó cũng uh, chơi hàng luôn. Rồi sau đó thì nó bị uh, công an bắt và nó khai thằng ngày xâm trên mình một cái chữ gì tôi quên mất tiêu rồi. Chân thành hay trung thực gì đó. Ừ. Đúng lại nhưng mà nó lại đi khai hết tất cả những cái thằng mà bán hàng chung với nó, khai hết tất cả những thằng bán hàng chung với nó và nó được công an thả cũng hàng kia bắt mình ghi chữ này quá trời luôn ha à, rồi sau cái vụ đó thì thằng này lại tìm đến có một người tìm đến thằng này à, cái thằng đó là chuyên bán ông chủ chuyên bán siêu xe để chuyên bán siêu xe tìm đến nó để kinh doanh thì hai thằng hợp tác với nhau thì trong cái business đó thì hai thằng nó lại kiếm được tiền mỗi tháng cỡ khoảng sáu uh, 60.000 đô, 600.000 đô mình không nhớ rõ, tính là tiền khá nhiều. Nhưng vì tụi nó ăn chơi chát tán rồi gian lận rồi ký xét ký bill với nhau gì đó nhưng mà là tiền bị rút ra ngoài và bị nợ à 60 k rồi tiền tụi nó bị nợ nợ rất nhiều nợ ngân hàng rất nhiều và con số rất khủng khiếp và đến một ngày nó không trả được nợ nó còn đúng khoảng cỡ uh, 100 trăm ngàn xong rồi nó kêu là nó đi casino để nó quýnh uh, casino để nó quýnh bài để nó gỡ tất cả là gì nó có và nó y chang người nãy đó ta chơi onin lần cuối Xong tao mở lên một cái lệnh lon kéo lên ít mà 125 tao nghĩ rằng mà kịch sẽ thương tao rồi xong luôn và nó mất luôn 100 uh, ngàn đô đó trong cái đêm cuối cùng và nó về nó nóc thuốc ra yeah, nóc thuốc vô xong rồi nó, nó thuốc mà uh, tự tử nó không chết được cái cái star tra gì tôi quên rồi thuốc kích thích nó gọi điện thoại cho mẹ nó rồi hai mẹ con khóc lóc với nhau kêu là con rất là giỏi uh, gì, gì đó rồi sau đó nó ngồi nó đang ngồi lại trong cái chỗ uh, xe đó nha yeah. Sau, sau đó thì nó có một thằng bạn Cái thằng trong nhóm của tụi nó, cái thằng mà kêu là rút bòn rút tiền từ tấm set ra đó Thì cái thằng đó mới mới tới và nói với nó một cái cơ hội về à, về, về, về Về crypto, về tiền điện tử, về blockchain, cái trò này thú vị lắm Cái trò này không được quản lý bởi set và đang nằm trong vùng xám Thì thằng kia nó mô tả một hồi thằng này nó kêu má cái này ngon Cái này cái gì mà set nó không quản lý thì cái nơi này chính là cái bể kiếm tiền một cách thoải mái Rồi cái đó mới bắt đầu lúc đó nó mới thấy một cái dự án ở Singapore uh, ray ray vốn uh, rất là nhiều tiền bằng cái trang uh, ICO rồi nó dùng cái trang white paper của cái dự án uh, Singapore đó uh, và làm thẻ là một cái thẻ y chang thẻ Binance uh, thanh toán gì đó uh, thanh toán uh, thanh toán crypto với lại cái real access bên ngoài giống như chúng ta đang làm vậy đó xài một cái thẻ xong rồi đi payment thì ngay lúc đó thì đó nó nó đưa ra cái dự án tao sẽ làm vậy ok cái uh, nó nó làm ICO xong, bạn biết làm không? Download cái white paper về xong nó vô nó đổi tên dự án thành kia, thành tên dự án của nó xong. up uh, upload white paper lên xong mới làm hình ảnh lên thì uh, nó thay cái nó thay cái avatar của nó, thay profile của nó cộng với cái thằng bạn của nó thành những người tất cả đều học Harvard Universal và có chuyên môn đặc biệt làm bên Sydney làm bên BCDS này nọ đồ. Rồi Uh, và một cái nữa thì nó không có một cái độ uy tín độ trust cao cho nên nó phải tìm một cái người phải có một cái look rất for là formal một cái ông già có đẳng cấp nói về financial tóm lại là đứng trước mặt công chúng để có cái sự gì tôi quên mất tiêu rồi <laughs> đứng trước mặt công chúng để sao ta tôi quên mất tiêu rồi tức là trust với lại các cái người ở ngoài thôi về cái lĩnh vực này và ok một tí xíu chẳng hạn người ta lúc vô cảm thấy là ok thì ít nhất team phải có một cái người già đời và có nhiều cái kinh kinh nghiệm, chẳng hạn như vậy, nhiều năm kinh nghiệm để tăng cường cái độ trust lên. Rồi, thì cái ngày nó ray cái uh, dự án ICO đó nó chạy thì nó không được nhiều uh, tiền. Uh, bắt đầu, tự nhiên có một cái ông già nó kêu là blockchain guru hay là crypto là guru, có một dạng ngồi giải thích về crypto và blockchain, uh, sơ khai giống mình livestream ngày xưa. Thì ổng vẽ trên bảng, ổng ghi tên một cái dự án khác. Ông nói là về phép và tiền thì nọ đó chúng ta đang bị thao túng chúng ta sẽ cần một thế hệ mới tiền mới đồ này nọ yes high cliff. ok mấy anh em nhớ tên ghê vậy khiếp mấy anh em nhớ ghê vậy tôi nhớ đến như vậy rồi mà mấy anh em còn nhớ luôn cái tên nữa tôi chịu á kinh khủng rồi à, sau đó ông đã vô tình đọc tên một cái dự án nhưng mà không phải dự án của thằng này nó cùng tên ông kêu là đồ, vô tình sau cái bài livestream của cha đó xong là ôi rồi ôi Người ta bay vô người ta mua dự án này Má ơi luôn mua một cách khủng khiếp và tiền nó bắt đầu tăng lên triệu đô triệu đô triệu đô triệu đô Cái nó người ta mới lên trong cái phần của nó ngày xưa là không có Discord ngày xưa là nó dùng cái Slack để chat Thì nó mới kêu là boom x3 trong gì gì đó xong rồi người ta biết là pull list nó đẩy cái token này lên Thì uh, khi mà đẩy xong thì bắt đầu là nó mới kêu là hồi đầu tính làm scam Mà giờ nó phải làm real luôn Thôi nó mướn văn phòng nó làm cực kỳ chi tiết muốn văn phòng rồi mặc vest rồi quay phim các kiểu rồi muốn nhân viên làm thuê mấy anh tech tới nó gọi anh của mấy bạn nó nữa làm bên các mảng công nghệ gì đó tới support rồi có một thằng chuyên gia livestream nói về các cái ví thanh toán payment đó đang được làm công nghệ đến đâu rất nghiêm túc rất đàng hoàng rồi và tiền bắt đầu đổ về nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn rồi đến một cái đoạn là gần những cái ngày cuối thì bắt đầu nó sẽ chơi một cái trò là nó thuê tất cả những cái thằng nổi tiếng đấm boxing rồi này nọ tính là là kêu bên truyền thống mà cực kỳ hot cực kỳ nổi tiếng và nó xe cho họ uh, một cái uh, tiền đầu tiên đưa tiền lắm ví dụ như là một triệu đô đi thì nó sẽ đưa 200 trăm đô và nó hứa hẹn là nó sẽ đưa cho thằng này thêm tám trăm tám phần trăm còn lại là nằm cái token và sau khi token đó ra mắt nó sẽ hứa lại ít mười đấy 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 kiểu kiểu vậy nó bán bán scam cho mấy thằng đó luôn Mấy thằng có làm gì làm video quảng cáo Trời đất quỷ thân mẹ tiền nó tới khủng khiếp Và bắt đầu nó viral một cách kinh giả mang ha Và thằng này nó in tiền và nó tìm cách rút tiền càng nhiều Mỗi ngày về cái ví của nó càng nhiều càng tốt Dạ yeah. Và đó là cái câu chuyện của quỷ sứ này Và sau này nó bị đối án gì gì Chứ mức án là một trăm năm tù gian dàng như lai Sam Quắn <laughs> Ghê anh em Rồi thì đây là cái câu chuyện có thật ha Phim tài liệu của quỷ này Ờ đấy, ghê, okay. game vậy đó, thì uh, uh, sẵn tiền review cho bạn các bạn coi luôn ha, tôi nói vậy ra, yeah. anh em nhớ tên luôn ghê được chứ? Tôi không không giỏi nhớ tên, tôi chỉ giỏi nhớ mấy cái tình tiết thôi, Dạ yeah. Nãy anh đang xem trụ Em có tự vô xem được không anh? Có, em mua tài khoản 10k rồi em tự vô xem được Dạ yeah. cảm lạnh Đạn cuối cảm lạnh vậy anh uh, nó Thằng này nó sinh ra trong đầu nó nghĩ là nó sẽ thành scam và nó thành người giàu Đúng nghĩa nó làm scam để thành người giàu luôn Và nó mua rất là nhiều, trong đó có nhiều tình tiết nữa Ví dụ là mua rất nhiều bộ vest, mua tất cả cái gì. Thằng này nó nó chơi đồ dữ lắm, nó toàn chơi đồ với nó bay thôi cưỡi siêu xe rồi này nọ tấm lại cái gì mà có tiết ra cái uh, endorphin nhiều là nó quất hết rồi ha vậy ha ok bạn còn gì nữa không à nay review phim luôn mới ghê chứ còn review gì nữa không tôi làm luôn review đồng hồ sức khỏe hướng dẫn tập luyện bơi lội đi adamant review phim ok lướt về lịch sử các kiểu rồi nói về cách vận hành của market maker anh em muốn gì nữa nào Sao giàu sẵn không đầu tư về chi thức uh, Nó đã nói lại cái thằng này nó sinh ra để thích làm chuyện đó scam mà bạn Thích làm, sinh ra để làm scam rồi Review hành trình tạo nên Lê Duy ngày hôm nay uh, Có mà Có cái uh, chuyện đời tôi trên cái này các bạn bạn lên YouTube luôn search chuyện đời tôi Chết bà là cái gì đây? Đây. Tao tôi đây tôi đây, đây. Ông này là gì đây? Tôi đây. Coi cái này. Anh còn review cả sách nữa. À, thì chơi luôn, chơi luôn đây đây, tôi có hai cuốn này. Mới đọc xong uh, trong uh, 8 ngày này. Rồi, ok Đấy, chơi luôn Review không, tôi review cho các bạn coi luôn hai cuốn này Nhá, tới công chuyện luôn Nhà cái gì cũng chơi hết Rồi, hai cuốn này Ờ, uh, Đây, yêu mình trước đã yêu đời Tính sâu và novel Rabican Hả huh? Yeah à, uh, Novel Rabican rồi cuốn kia Yêu mình trước đã yêu đời tính sâu Hai cuốn này nó sẽ khá Với mình đây là một cái bộ combo không biết các bạn như thế nào nhưng mình sẽ thấy là có hai cuốn sẽ khá đối lập nhau một cuốn thì 200 trang đầu sẽ nói vòng vòng và khúc sâu rất hay một cuốn là ngược lại nhau à, à, còn cái cái kia khác tôi đọc hai cuốn này và tôi thấy hai cuốn này là mỗi combo thì cái này dành cho ai không các bạn muốn nghe review hai này không mà để mình nói mất công lại không nghe thì thôi tôi không nói nghe, nghe không thì tôi nói hai cuốn này review xong hết hai cuốn này rồi cuốn này nó phù hợp với ai và phù hợp trong giai đoạn nào nên đọc vào thời điểm nào của năm dạ yep. uh, cuốn uh, goodbye good life này uh, goodbye good life này yêu uh, mình trước yêu đời sau uh, tôi nghĩ là bạn sẽ nên đọc cuốn này trước đáng lý ra là mình sẽ đọc đọc cuốn này được khoảng cỡ gần 200 trang rồi xong đó thì đúng ra mình finish nhưng không hiểu tại sao mà mình lúc mà mình đi hà nội thì mình lại uh, vòng vô trong phòng mình uh, pick up uh, cô bé này pick up cô bé này đi Thì trong quá trình pick up thì mình đọc trong chỗ ở sân bay rồi lên máy bay rồi này nọ Thì mình đọc bất cứ nào rảnh thì mình đọc thôi Thì uh, cô bé này mình cuối cùng là mình finish con bé này này trước Thì mình cũng khuyên anh em là nên đọc cuốn này trước Ok rồi Thì uh, hai cuốn này sẽ dành cho các bạn đọc vào đầu năm mới uh, cuối năm cũ chẳng hạn như những thời điểm giống như thế này giao mùa chúng ta sắp bước qua một năm mới rồi À, dành cho những bạn chuẩn bị đang đứng trước ngã ba đường ngã ba đường này là ngã ba đường gì ngã ba đường của cuộc đời các bạn ngã ba đường của tất cả những quyết định mà các bạn không dám làm các bạn không dám bước ra khỏi cái vùng gọi là comfort zone à, vùng an toàn của bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn và không biết là bên kia à, nó sẽ như thế nào rồi làm cái đó nó có mạo hiểm không rồi tôi có làm được cái đó không tức là bạn sợ rất là scare ở vùng ở ngoài bạn chỉ muốn đang trong an toàn và cứ như vậy ổn rồi Bước ra kia bạn sợ chết quá, sợ chết đuối Sợ trượt chân, sợ té đập đầu Mặc dù những chuyện đó nó chưa diễn ra Bạn hình dung mà sợ quá luôn, không dám làm gì cả ha à, Ví dụ như ai đang có muốn gọi là Đang trong cái đi làm Rồi bạn cảm giác là hơi mệt mỏi với chuyện làm công ăn lương rồi Chúng ta cũng hơi có tuổi một tí Nhưng chúng ta lại không biết là mình có nên làm một công việc gì khác Để giúp đỡ uh, bản thân mình không Giúp đỡ chính bản thân mình luôn ấy Chứ không phải là giúp đỡ người khác nữa giúp đỡ chính bản thân mình thì uh, lúc này chúng ta sẽ phải đọc hai cuốn này yeah. và vào việc năm mới và đứng giữa cái quyết định giữa ngã ba đường để làm sao đó bạn phải hiểu là cái quyết định của bạn nó sẽ luôn luôn và cái cảm xúc và trong cái cuốn đầu này nó nói về một cái uh, khái niệm liên quan đến uh, tần số rung động cảm xúc nó là một đến từ cái người mà sáng 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 tạo ra phát minh ra cái tần số được cảm xúc này chính là ông Napoleon Hill trong cái cuốn uh, Thin Rich and uh, Rich ha, nghĩ do làm giàu của ổng thì đợt ổng viết và người ta không có chứng minh được cái này vừa ở góc độ khoa học Cho nên người ta đã remove, tháo cái phần đó ra nói về cái rung động cảm xúc ra khỏi cuốn sách đó, ừ, cho nên người ta tháo mất tiêu ra rồi và sau này người ta mới chứng minh được là ví dụ như cá heo nó giao tiếp với nhau ở một cái tần số mà con người nghe không được này nọ và đủ thứ trên đời các kiểu rồi những cái âm thanh của các loại lạ rồi bật đặc biệt là nước nhưng mà người ta thử nghiệm với loại nước mà được dán những cái chữ như là yêu thương hạnh phúc thì nước nó được zoom lại đẹp hơn rất là nhiều so với cái nước mà tao ghét mày thì nó cũng xấu quắc luôn ừ nó xấu vậy đó giống như chúng ta có hai trạng thái đến xanh và đến đỏ đu đỉnh với lại bán bán đáy chẳng hạn như vậy thì nó ngược lại khi mà trong cái con người nó tràn trề những sự hạnh phúc và những cái rung động cảm xúc mà ở một cái tần số cao mình hay nói với nhau một cái hình giống hit mát chúng ta hay nói với nhau vậy gì ta trường năng lượng của mỗi người á à, nó toát ra thì cái kiểu kiểu này nó như vậy và nó đi từ cái đợt của ông Napoleon Hill ha hôm oh, oh, ra, ngoài, ra ngoài đâu rồi rồi à, Ok ha, rồi uh, thì uh, tới đâu ta? Quên bà rồi đang Tới đâu tôi quên rồi anh em à, tôi nói tới đâu rồi nhỉ? À, tôi nói tới đâu rồi ta? Vì đang nói cái flow, cái ngắt cái là tôi quên mất tiêu tôi nói tới đâu rồi Ờ, à, tần số rung đầu cảm xúc và chuyển năng lượng, rồi Thì uh... <laughs> à, Tôi có nhiều việc lắm, tí xíu tôi phải đi cái chuyện cũng long nữa rồi tần số uh, rung động cảm xúc và trường năng lượng ha thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến các anh em ở một cái tư duy tích cực khi mà các cái rung động tần số bên trong bạn khi bạn nghĩ về cái chuyện gì đó nó nhiều và vũ trụ sẽ phải phản ứng và respond lại với cái tần số rung động đó Các anh em làm việc tốt các anh em hướng đến việc tích cực các anh em tập trung hướng đến mục tiêu của mình là phát triển là này 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 chắc chắn là mục tiêu tốt nha thì nó sẽ respond lại cái phản ứng đó với các bạn từ từ vũ trụ nó sẽ respond lại nó cao hơn cái tầng của luật hấp dẫn các anh em thấy là luật hấp dẫn chỉ là phiên bản đằng sau của cái này thôi ha nghiên cứu kỹ vô thì nó sao và nebolon Hill viết từ rất rất lâu với cái cuốn Thin Rick and Rubik rồi đấy um, thì và cái chuyện làm xấu cũng ngược lại ví dụ như bạn nghĩ là chết bà rồi nó sắp tốt bô tôi rồi nó tôi sắp đu đỉnh rồi tôi vào đây tôi có chết không thì bạn đu đỉnh thiệt luôn bạn chết thiệt luôn và bạn cháy tài khoản thiệt luôn tại vì bạn đang gửi đi tín hiệu là bạn sợ bạn scare bạn sợ mất tiền và đó là một trong những cái lý do mình không có muốn những cái đó nó xuất hiện bên trong các bạn thì chúng ta phải làm sao đó để thay đổi cái trạng thái về cách nghĩ của chúng ta ha đấy về mục tiêu của các bạn rồi trong đây sẽ một cái tip and trick rất là thú vị à, thì đó là những cái mà nó nói bên trong đó và sự thay đổi của bên trong chúng ta về việc tư duy rồi ăn uống đủ thứ hết dạ yeah. ừ một dạng giống vậy rồi cái cuốn kia khá hay cuốn này nhưng mà nó sẽ khá là khoai lang ở khúc đằng sau ha à, khá là khoai lang khúc sau và cả hai cuốn này nó đòi hỏi các anh em phải có độ trải nghiệm ở trên cuộc sống ít nhất là phải va vấp và té nhiều lần rồi chứ nếu là một người mới Uh, sinh viên rồi chưa làm gì cả được ba mẹ nuôi từ nhỏ lớn bạn đọc mà không hiểu gì cả chả thấm chả phê chả thấy đau lòng chả nhói chỗ nào chẳng học được gì luôn tôi thiệt còn nếu bạn cảm được cuốn này mà học được thì nếu mà bạn là người chưa trải nghiệm thì tôi nghĩ cũng hơi khó nha khoai lang là gì anh quỷ <laughs> sứ <Vị xứ. cười> là tôi nói nó đọc không hiểu gì nó khoai á khúc cuối nó hơi khó nó dùng ngôn từ và các cái cái lối uh, viết nó hơi kiểu rất là hạt khó khó vô á, à, nếu mà không có đủ trải nghiệm thì sẽ không hiểu gì cả và tôi đọc cuốn này tôi sẽ bị uh, nổi nổi da gà nếu các anh em nào follow hành trình của mình đủ lâu và coi đầy đủ cái chuyện đời tôi của mình hay là cách tư duy của mình trên kênh này với đầy đủ livestream tôi nghĩ anh em đọc cuốn này anh em sẽ thấy là không khác gì cái chuyện của tôi và cách tư duy của tôi luôn mà tôi chưa từng đọc cuốn này bao giờ Tôi không biết tại sao ông tác giả người Ấn Độ này lại viết được những cái thứ mà mình mình nghĩ luôn Ở trong cuốn sách này, hầu cuốn này hồi đầu rất hay Cuốn này hồi đầu cực kỳ hay À, sinh viên anh cũng recommend cuốn này cho các bạn trước Và đọc cái cuốn là Tâm lý học về tiền trước Nha, Tâm lý học về tiền trước Rồi, các bạn đọc cuốn này Và anh nói là đây là những cái trải nghiệm Có thể bạn đọc trước để bạn warning bản thân mình trước Về những hành trình có thể diễn ra với bạn trong cuộc sống này, này nọ À, cuốn này, ok dạ yeah. ha rồi uh, đó thôi đó là combo hai cuốn trước rồi mình để đọc hai cuốn sau hai cuốn sau chưa chưa tới thì cái tính là một tuần đọc một cuốn rồi hai tuần hai cuốn mà hơi finish uh, hơi nhanh có bạn sụp chưa có hai cuốn này có bạn sụp rồi và cả hai cuốn đều đang nằm ở trên uh, Trên uh, tiki đều có hết dạ yeah. uh, mình nghĩ là mọi người uh, anh em nào trải nghiệm đủ hơn 30 tuổi uh, nên đọc và thấm lắm luôn rồi đứng giữa ngã ba đường ha, phù hợp với các bạn đi giữ được và nên đọc vào trong dịp đầu năm, à, cuối năm không nên đọc cuối năm nghĩa là cuối năm tháng 11 thì may ra đọc cho năm sau thì ở nước ngoài như vậy nhưng mà mình nghĩ Việt Nam chúng ta nên đọc vào thời điểm này, tuyệt vời à, được nghỉ rồi sắp tới rồi relax nên đọc hai cuốn này và Tết thì để chúng ta cơ cấu lại toàn bộ cái suy nghĩ của mình dọn lại bên trong chúng ta từ suy nghĩ, tâm thức, mọi cái được một phép thời khoảng thời gian lặn xuống để mình nghĩ xem là mục tiêu mình sắp tới là cái gì anh chị em nào bên trong kia thì có thể thấy là tôi có một cái bài khá là chi tiết đi xem về cái lập mục tiêu á ừ thì làm sao cho cái bánh xe của bạn nó chọn hơn mục tiêu bạn thiếu chỗ nào tập trung đúng cái đó thôi đừng có làm quá nhiều thứ ha đọc gần huống đọc gần hết cái cuốn uh, yêu mình trước hả dạ yeah, dạ yeah. ok ha và ok đó là những cái mà xây quanh, cập nhật, review cho anh em về tá lạ đối thứ mình. mình <laughs> yeah. mới có 8 ngày đầu năm thôi, làm khá là nhiều việc á khá là nhiều việc, Nên ngày 9 rồi Ủa? ở ngày 9 rồi, 9 ngày khá là nhiều việc, rồi học hành với các anh em đối tác rồi brainstorming một số những cái idea để phục vụ cho cái market này từ lưng la, là, tức là, là work, work hard rồi Thôi nha, tụi mình còn đi đọc chuyện khủng long Và nếu như cái livestream này nó hay và nó bổ ích Thì hãy cho mình một nút like Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Yeah Thank you Thank you, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Và ngày mai cũng sẽ là ngày khá là thú vị Tôi hy vọng là sẽ có những cái sự Bum đum để các anh em có thể trải nghiệm những cái cảm giác trên market Nó sẽ vui như thế nào Ok Thank you tất cả mọi người Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Hả Yeah Thank you, thank you hello Nguyễn Phước nha chào em đi ngủ đi dạ. Yeah.